Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Thì hôm nay, theo cầu của bạn Hoàng thì mình sẽ làm ở vị tướng Airy trong mùa 18 này nhá. Một cái chất tướng đấu sĩ mà mình thấy nó rất là khỏe ở hầu như là mọi meta. Đó từ lúc cái vị tướng này chưa được tăng sức mạnh, nó đã là một cái vị tướng đi top rất là mạnh rồi, hoặc thậm chí là đi rừng cũng khá là ổn áp. Cái kèo ngày hôm nay của chúng ta đó chính là kèo Airy và Lữ Bố nhá. Một cái kèo mà dạo gần đây anh em biết rồi, cái vị tướng Lữ Bố nó rất là hot ở trong rank. Đó, người người bích Lữ Bố và nhà nhà bích Lữ Bố. Cái vị tướng này thì thật ra nếu đấu với các vị tướng đấu sĩ khác ấy, thì nó là khỏe, nhưng riêng đối với Airy thì chỉ có ăn hành sấp mặt thôi nhá. Đó khá là dễ dàng nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ biến và ủi me Thanh Niên Ra để lên ganh có vẻ khá là sớm nhá. Rồi hên là Thanh Niên Ra là combo xịt nhá. Quả đấy combo chúng chắc bây giờ chúng ta cũng chưa biết là như thế nào đâu. Rồi thì nói về cái chất tướng của cái vị tướng Airy đấy, thì theo mình đây là một chất tướng rất là mạnh, và anh em lên mua và lên trải nghiệm và dùng để leo rank trong cái mùa 18 này thì mình nghĩ nó sẽ rất là mạnh. Tại vì cái chất tướng của cái vị tướng Airy bây giờ nó không phải là một chất tướng sát thủ người ta gọi là cơ động như ngày xưa. Nhưng mà thật ra để nói là không cơ động ấy thì nó cũng không phải là chuẩn anh em, mà chuẩn ra là một cái chất tướng người ta gọi là phụ thuộc vào kỹ năng người chơi. Đó, nếu anh em chơi tốt thì cái vị tướng này nó sẽ rất là mạnh. Còn nếu anh em mà chơi không tốt thì cái vị tướng này sẽ trở thành một cái vị tướng không quá là cơ động. Và hầu như trong combat tổng để có thể bắt được ở đây thì nó sẽ là rất khó nhé. Thế nên trong cái video này ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ cùng phân tích về cái lối đánh Airy, làm sao để có thể chơi được cái vị tướng này một cái cách tốt nhất nhé. Và rút kinh nghiệm từ cái video mùa 17 của mình về cái vị tướng Airy, đó về những cái lỗi sai mà chúng ta hay chơi cái vị tướng Airy này, hay là những cái lời góp ý của anh em góp ý cho mình về cái lối chơi Airy sau khi được remake lại, thì chúng ta sẽ tổng hợp lại để một cái video Airy chuẩn chỉnh nhất nha. Mẹ thì nghe Elsu là có vẻ là cái trình KS của nó cũng khá là cao nha. Rồi Elsu chạy được mà chắc chắn Ginder sẽ phải làm rồi. Mẹ đang ăn rồng mà nó bắn nhẹ một phát ăn được con rồng luôn anh em, khá là sợ đến từ Elsu của team bạn. Rồi nhưng mà không sao, đó game khó khó một tí thì chúng ta mới cần chai hát đúng không anh em, chứ còn game mà dễ quá thì chúng ta cũng không phải chai hát làm gì cho nó nhiều. Và coi như cái con rồng đầu này là cho team bạn nó xanh lên một tí đi. Đến với cái lối chơi của cái vị tướng Airy trong mùa 18, thì đầu tiên nhá, chúng ta muốn đánh được tốt cái vị tướng Airy này, anh em phải lưu ý cho mình, đó chính là cái cách mà anh em dùng cái chiêu 1. Tại vì nếu chúng ta chơi cái vị tướng Airy đấy mà không sử dụng chúng chiêu 1 thì hầu như nó sẽ rất là phế. Tại vì cái chiêu 1 của cái vị tướng Airy sau khi được remake thì bây giờ chúng ta liều lém trúng tướng địch thì nó sẽ được tích cho chúng ta một cái long ấn, mình gọi là điểm nội tại nhá. Đó, sau một cái điểm nội tại đấy thì nó sẽ tự sử dụng lướt chiêu 2 một lần free. Và nếu chiêu 1 chúng tầm 2 người thì sẽ được lướt 3 lần. Nói chung là cái chiêu 2 đấy thì nếu chúng ta lém càng nhiều người thì cái khả năng mà chúng ta vào trong một cái pha combat tổng nó sẽ rất là dễ dàng, so với chúng ta nếu lém phi tiêu xịt thì chúng ta chỉ một lần lướt để vào giao tranh. Mà anh em biết rồi, nếu chúng ta sử dụng một lần lướt để vào giao tranh thì nó sẽ rất là khó để có thể lao vào bắt AD. Và một cái pha solo kill đến từ Lữ Bố và anh ta đã bật cho mình cái chiến thần lên, nhưng hầu như cái sát thương là không có để có thể cấu rỉa được vào chúng ta. Đó, tại vì khi chúng ta bật cái ulti thì anh em cứ dùng cái chiêu 2 này xong chúng ta đánh thường thì hầu như cái lượng sát thương chuẩn và cái lượng hồi phục mà vị tướng Airy nó có thì nó sẽ rất là nhiều luôn nhé. Còn đây là một cái pha tốc biến qua tường đến từ Elsu team bạn khi xem TikTok và nghĩ rằng chúng ta có thể dùng chiêu 2 để có thể kết liễu xạ thủ team bạn ở khoảng cách gần, nhưng có vẻ là hơi sai cho Elsu team bạn khi lao lên quả này và hai người đã phải dùng cho mình quả cầu băng xương và chắc chắn lên bảng đếm số cả cụm luôn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục về lên farm tiếp nhé. Đó, nói chung là đi top ý, thì anh em cố là chúng ta farm đỉnh xong thì lên đi đảo đười nhé, thể có thể giúp những cái pha ăn rồng của team mình dễ dàng hơn. À, từ anh Ngộ Không ở đây à. Rồi hất choáng được này, chúng ta chiêu 2 và chiêu cuối vào thì chắc chắn Ngộ Không sẽ phải là người lên bảng điểm số. Đó rất là dễ dàng thôi nhá. Đó, cứ trúng chiêu 1 là hầu như sẽ có tất cả anh em. Còn lấy anh em mà quả đấy phi xịt chiêu 1 thì khả năng là chúng ta phải dùng cái chiêu cuối để có thể bám sát vào Ngộ Không. Đó, nhưng mà nói chung là chúng ta khi chơi cái vị tướng này đó, cứ combo làm sao để đan xen những cái đòn kiểu chiêu 2 xong này rồi chúng ta đánh thường rồi lại chiêu 2 đánh thường thì nó sẽ là mạnh nhất cho cái vị tướng Airy. Chứ còn đối ngược lại với cái vị tướng ở Airy ở trước meta mùa bao nhiêu nhỉ, mùa 17, khi Airy nó chưa được remake thì cái chiêu 2 của chúng ta thì thật ra nó không quan trọng đâu anh em, sát thương rất là ít, chủ yếu là lấy cái cơ động cho cái vị tướng Airy để có thể lướt tường. Nhưng mà ở trong cái meta này thì chúng ta lướt chiêu 2 là phải đánh thường thì nó mới là khỏe được nha. Chứ còn anh em lướt chiêu 2 xong mà không đánh thường thì nó sẽ cực kỳ yếu dành cho cái vị tướng Airy. Tại vì mỗi lần chúng ta chém cái chiêu 2 xong thì hầu như nó sẽ được thêm máu và thêm cái lượng là gì nhỉ, người ta gọi là sát thương chuẩn rất là nhiều. Và thế lên cái bảng ngọc của cái vị tướng Airy
thì để có thể remake lại để chuẩn nhất cho cái vị tướng Airy trong mùa này. Thì anh em lưu ý nha, ngọc đỏ chúng ta phải dùng một lửa X5 là viên tốc đánh 1,6% này. Còn một nửa thì chúng ta sẽ ép là xuyên giáp 3,6. Còn về bảng ngọc tím thì chúng ta sẽ ép tốc đánh tốc chạy 1% X10 viên. Còn cuối cùng ngọc xanh sẽ xuyên giáp 6,4 và cũng X10 rồi. Còn ở khu vực đứng dưới này thì một cái pha áp sát khá là nhanh đến từ Ngộ Không và Ra của team bạn để có thể bắt được đi AD của chúng ta. Rồi Ngộ Không chạy được pha này thì chắc chắn thì Ra sẽ phải làm lại thôi. Đó khá là thơm nha. Đó, nói chung là chúng ta cứ đi đảo ganh thế này thì thỉnh thoảng được vàng cũng khá là ngon anh em. Rồi nhưng mà quả này có vẻ là đảo ganh hơi xa rồi anh em ơi. Đó, đi chơi hơi xa nha. Với cái trụ đường top thì bây giờ khả năng mình nghĩ là lên không kịp nữa rồi. Nhưng mà thôi, nếu lên không kịp thì chúng ta sẽ cố ăn được con rồng này và đảo lên. À, như lữ bố nó không có thế đẩy nha. À, lữ bố đã quyết định đẩy rồi. Nghe pha này có vẻ đi chơi hơi xa. À, thì có Ngộ Không nữa này. Rồi hơi đen cho chúng ta anh em. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phải viến về thôi. Chứ còn quả đấy mà không Ngộ Không thì mình nghĩ khả năng chúng ta lên đép được cái trụ top là ok rồi. Rồi qua cái tình huống này thì chúng ta cũng rút cho mình một kinh nghiệm, đó chính là nếu chúng ta đi đảo ganh thì cũng lên căn cái đường lính nó về. Đó, quả đấy là hơi ham combat một tí nhá. Đó, lên bỏ mất cái trụ đường top rồi. Nhưng mà không sao, đổi lại thì cái lượng vàng của chúng ta vẫn là nhiều nhất map. Với 3k7 vàng thì hầu như chúng ta có thể cân được mọi đối thủ trong mọi giai đoạn của trận đấu. Nhưng mà nói thật, 3k7 vàng đổi lấy một cái trụ thì mình nghĩ là không quá là bỏ đâu nhá. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ phải đẩy cái thế lính lại nhá. Chứ còn để mất trụ thế này thì thôi có vẻ là hơi toang cho trận đấu của chúng ta. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ chơi cái bài người ta gọi là bài ôm top nha. Đó, lấy đi đảo ganh nhiều rồi, lấy lợi thế nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải ở đường top và đẩy trụ. Ăn miếng trả miếng thôi. Đó, team bạn lấy trụ mình thì mình sẽ phải lấy trụ lại. Và ở đây thì chúng ta thừa sức có thể solo với vị tướng lữ bố khi mình đã có là cái đao truy hồn. Một cái slot không thể thiếu dành cho con nàng Airy. Đó, từ núp đây xem có ai không ta. Mình nghĩ khả năng sẽ là phải có thanh niên Ngộ Không. À, đây lữ bố đây rồi anh em. Rồi chiêu 1 này, chiêu 2 đánh thường, chiêu 2 đánh thường và ulti chắc chắn bộc phá nhẹ là ăn được lữ bố. Và bây giờ sau khi lữ bố lên bảng điểm số rồi thì cái trụ này ăn sẽ rất là dễ thôi anh em. Rồi định vào để bắt Ngộ Không nhưng mà ai ngờ lữ bố nó vào, thôi bắt tạm lữ bố vậy. Đó, bây giờ thì đẩy trụ khá là tốt nhé. Và mẹo đẩy trụ thì anh em lưu ý là chúng ta đang trong cái giai đoạn ăn trụ ấy thì anh em có thể dùng cái chiêu 2 đó và chém thường vào trụ thì có thể gây sát thương chuẩn và mình nghĩ đẩy trụ cũng khá là nhanh. Rồi thì bây giờ con lính ở đây chúng ta sẽ lui lui một tí cho lính nó đi cao lên anh em. Rồi cái pha này có vẻ là hơi khó, hai con lính nó đứng ở cách trụ khá là xa. Rồi ok nha. Đó, bây giờ lính nó hết rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào ăn trụ. Và lực bố pha này ra đép là kịp không nhỉ? Mình nghĩ sẽ là không kịp đâu. Đó, cái lượng sát thương mà mình gây ra lên cái trụ nó cũng rất là lớn. Rồi lãi gì nhá. Đó, tuy mất một cái trụ nhưng mà chúng ta lãi hai trụ thì cũng là ok rồi. Anh chàng Ngộ Không đi đâu này? Đó, ở đây là hai cái vị tướng đấu sĩ và chúng ta hoàn toàn là có thể cân được trong cái tình huống này. Rồi, khá là thơm nha. Đó, và cái cách chơi của vị tướng Airy như đầu clip mình đã nói rồi. Đó là chúng cái chiêu 1 này và sau đó chúng ta lướt chiêu 2 lên và đánh thường. Đó thì có thể gây được lượng sát thương tối đa cho cái vị tướng Airy. Nhưng đó chỉ là cái combo người ta gọi là bình thường thôi anh ạ. Nghĩa là combo để giao lưu kỹ năng hay người ta gọi là solo kill với team bạn. Còn đến cái combo mà khi chúng ta sử dụng ulti thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu anh em phi cái phi tiêu xịt thì chúng ta sẽ phải dùng cái ulti để có thể áp sát được vào luôn đội hình team bạn. Còn trong cái trường hợp mà anh em phi phi tiêu trúng rồi thì chúng ta đừng lên dùng ulti vội nha. Đó mà chúng ta hãy lướt cái chiêu 2 vào đội hình team bạn xong chúng ta hãy dùng ulti và sau đó tiếp tục combo 2 đánh thường nó sẽ là mạnh nhất. Còn nếu xịt cái chiêu 1 thì có hai cái trường hợp tiếp theo mà có thể xảy ra, đó chính là anh em đợi cái chiêu 1 nó hồi ăn chúng ta bắt được El Su này anh em. Rồi có vẻ là sát thương mình gây ra là chưa đủ rồi. Nghe quả đấy hơi xa anh em, quả đấy mà gần một tí là chúng ta có thể bọc phá và ăn lốt anh chàng El Su rồi. Rồi hên nha, cảm ơn Mina rất là nhiều. Quả đấy không Mina là chắc mình cũng lên bảng điểm số rồi. Rồi thôi bây giờ biến về một tí anh em. Đó, tránh thị phi và bây giờ 6k5 vàng cũng xanh nhất map từ đầu trận giờ. Đó, và cứ cái lượng tiền thế này thì game nó cứ là dễ thôi anh em. Tiếp tục đến combo lấy thì đến đâu rồi nhỉ? Nếu anh em xịt chiêu 1 ấy thì chúng ta có hai phương án, một là đợi chiêu 1 nó hồi lại, hoặc thứ hai là anh em có thể dùng cái chiêu cuối này. Đó, và tại vì dùng chiêu cuối này xong thì nó sẽ hồi cho chúng ta luôn hai lần chiêu 2. Đó, và có thể lướt vào đỉnh team bạn và chém tiếp thì mình nghĩ cũng khá là tốt, nhưng trường hợp đấy thì mình nghĩ là không lên nhé. Đó, chỉ cần chúng ta trúng cái chiêu 1 ấy thì ulti bao giờ nó cũng sẽ được người ta gọi là mượt mà nhất. Chứ còn anh em mà nếu chúng ta dùng cái ulti lao vào giao tranh ấy thì cũng rất là ít chiêu có thể giúp cái vị tướng Airy khống chế và chém được team bạn. Đến với lối trang bị ngày hôm nay của mình dùng cho cái vị tướng Airy.
thì mình sẽ để dưới màn hình nha anh em. Thì cái vị tướng Ari trong cái mùa 10 mới nhỉ, mùa 18 hiện tại, thì nó không phải là vị tướng Ari theo các phiên bản mùa trước. Thì các mùa trước nhé, khi cái vị tướng này chưa remake ấy, thì thường thường chúng ta sẽ chơi Ari theo ba cái tỷ lệ, đó chính là tỷ lệ tốc đánh này, và tỷ lệ xuyên giáp, và tỷ lệ máu. Có nghĩa là cái vị tướng Ari ngày xưa nó sẽ thuần chất theo một cái vị tướng đấu sĩ và cần xuyên giáp để có thể mạnh. Nhưng Ari mùa này thì nó là một cái vị tướng có thể gây được sát thương chuẩn, và cái lượng sát thương nó gây ra rất là lớn và hồi phục cũng rất là cao theo công vật lý. Thế nên cái vị tướng Ari trong cái mùa này để mạnh nhất thì chúng ta sẽ lên là chơi theo full công. Và full công và full cái gì nữa, đó chính là full hồi chiêu. Thế nên cái lối đồ ngày hôm nay mình dùng cho cái vị tướng Ari thì nó chủ yếu sẽ là xoay quanh những cái build đồ hồi chiêu. Nói chung là càng nhiều hồi chiêu thì Ari nó sẽ càng mạnh và combat sẽ càng khỏe. Thì anh em nhìn sơ qua về cái lối trang bị ngày hôm nay ấy, thì hầu như nó rất là ít xuyên giáp nha. Thật ra cái thương long nó nớt thì mình lên thì cho gọi là có lẽ thôi nhá. Chứ còn thật ra cái thương long này nó cũng không có tác dụng quá là nhiều cho cái vị tướng Ari. Chủ yếu chúng ta lên cái thương long này lấy là lấy máu và lấy hồi chiêu là chính thôi. Nó và tổng quan qua về cái lối trang bị này thì từ eo su này anh em. Một cái pha ngồi dặn đạn hơi lâu anh ạ. Đó, thấy mình thì cũng là lúc eo su bay hơi rồi. Thì cái lối trang bị hôm nay nhá thì slot đầu đó chính là cái giày kim cương hoặc là có thể giày thuật sĩ nhá. Đó, tại vì hai cái lối giày này, cái giày thuật sĩ có thể giúp cho vị tướng Ari chúng ta có nhiều hồi chiêu hơn trong trận đầu trận. Thì mình nghĩ cũng khá là ok, nhưng mà thật ra thì lên giày thuật sĩ xong ấy, về lết bắt buộc chúng ta là phải bán cái giày thuật sĩ lên để lên là cái giày kim cương. Hoặc là nếu anh em nào đánh chắc tay rồi thì thôi cũng để cái giày thuật sĩ cũng được. Nhưng mà theo mình để mạnh nhất ấy thì cứ lên cái giày kim cương sẽ là an toàn thôi. Thì vì về lết thì chúng ta bao giờ cũng sẽ là có full hồi chiêu. Còn đến slot thứ hai là cái đao chư hồn này. Đó, thật ra thì cái slot này không bắt buộc, chẳng qua là đấu với những cái thanh niên nó hồi máu nhiều thì chúng ta sẽ phải lên. Nhưng mà mình nghĩ là anh em trận nào cũng lên thì nó sẽ hợp lý hơn. Tại vì cái slot này ngoài cái khả năng bắp cho chúng ta công vật lý, nó còn bắp cho chúng ta giáp này, hồi chiêu này. Nói chung là cũng rất là toàn diện cho một cái lối trang bị. Còn đến slot thứ 3 thì đó chính là cái thương long như lúc mình đã nói. Còn đến slot thứ 4 đó chính là cái đanh Phoenix nhé. Còn đến slot thứ 5 đó chính là cái gì nhỉ? Cái phép kiếm, và slot cuối cùng thì ở trong cái slot trang bị bro đề cử ấy, hay là cái slot trang bị thắng nhiều thì người ta có để là cái gì ta tự nhiên mình quên tên anh em. Cái thương duyên phá. Đó thì thật ra nếu anh em dùng thương duyên phá thì nó cũng là được. Tại vì chủ yếu chúng ta lấy công vật lý để cái lượng sát thương chuẩn của vị tướng Ari và cái lượng hồi phục được cao hơn. Nhưng mà theo mình thì 110 công vật lý thì nó cũng không quá là đáng đâu. Thế nên chúng ta thay bằng vào đó là cái giáp hồi sinh thì mình nghĩ khá là ok rồi. Và bây giờ thì thắng được chơi nhỉ? Khả năng là thắng được rồi nhá. Ủa nhưng mà có vẻ là hơi căng nha. Đẹp lính khá là chỉ đến từ những con bài Ginder này, Ra này và Elsu. Cũng khá là ghê nha. Thôi thì bây giờ chúng ta lại phải đợi một cái tên lính tiếp theo lên thôi. Chứ còn bảo bây giờ mà muốn lao vào đẩy thì cũng hơi khó anh ạ. Và như mọi lần thôi, được cách chơi cách đánh thì chúng ta cũng nói luôn về cái cách khắc chế của cái vị tướng Ari. Thì để khắc chế được cái vị tướng Ari đấy thì theo mình nó cũng rất là khó anh ạ. Thì vì cái vị tướng này bây giờ nó cũng rất là mạnh rồi. Đó, thế để khắc chế được cái vị tướng Ari chúng ta cần phải sử dụng những cái con tướng kiểu người ta gọi là trên kèo hoàn toàn, như kiểu Flo này, nhưng với điều kiện là anh em phải biết múa thì nó mới có thể khắc chế được. Và anh em thể lên cái đao chư hồn trong cái bát tổng ấy, hoặc là cái sách chư hồn, thì có thể khắc chế được vào cái lượng hồi phục của cái vị tướng Ari cũng rất là tốt nhé. Rồi và bây giờ thì mình cũng phá trụ để win luôn đây. Và cái video của mình về cái vị tướng Ari trong mùa 18 cũng đến đây là kết thúc nha anh em. Để anh em nào thích cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong video tiếp theo hay hơn nha. Bye bye.